Trọng kính chào các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng toàn thể quý khán giả đang đến với lễ khai mạc Hội Xuân Núi Bà Đen năm Giáp Thìn 2024 với chủ đề Hương sắc Tây Ninh.
Kính thưa quý vị, lễ khai mạc Hội Xuân Núi Bà Đen năm Giáp Thìn 2024 sẽ là món quà đầy ý nghĩa dành tặng cho người dân và du khách khi đến với Tây Ninh nhân dịp đầu năm mới, là hoạt động đánh dấu sự khởi đầu cho chuỗi các sự kiện diễn ra trong tháng Hội Xuân Núi Bà Đen năm Giáp Thìn 2024 nhằm góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa độc đáo của tỉnh nhà. Thưa quý vị, và trong không khí náo nức của mùa xuân đang tràn về khắp mọi nẻo đường của quê hương Việt Nam, Vũ Mạnh Cường và Phú Khánh xin chúc cho toàn thể quý khán giả, quý vị đại biểu cùng các đồng chí lãnh đạo một năm mới an khang, thịnh vượng và vạn sự như ý ạ. Chương trình do Ban tổ chức Hội Xuân Núi Bà Đen năm Giáp Thìn 2024 tổ chức với sự tài trợ của Công ty Cổ phần Mặt trời Tây Ninh và Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh. Thưa quý vị, và đến tham dự lễ khai mạc hôm nay, chúng tôi hân hoan để chào đón sự hiện diện của các vị khách quý. Về phía lãnh đạo Trung ương, xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh. Về phía khách mời, xin được trân trọng đón chào đoàn đại biểu thành phố Kim Hề, tỉnh Gyeong Sang Nam, Hàn Quốc. Xin được trân trọng giới thiệu ông An Kyung Won, Phó Thị trưởng thành phố Kim Hề, trưởng đoàn cùng các thành viên đoàn. Về phía lãnh đạo tỉnh thành bạn, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Tuyết Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước. Về phía lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Võ Đức Trong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức Hội Xuân Núi Bà Đen năm Giáp Thìn 2024. Xin được trân trọng giới thiệu các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh qua các thời kỳ. Trân trọng giới thiệu các đồng chí là Ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các sở, ban ngành, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Tây Ninh và lãnh đạo tập đoàn Sun Group. Xin được trân trọng giới thiệu đại diện các tổ chức tôn giáo, đại diện người có uy tín đồng bào dân tộc thiểu số, các hiệp hội, doanh nghiệp du lịch và các doanh nghiệp tiêu biểu trong và ngoài tỉnh. Và chương trình ngày hôm nay còn có sự hiện diện của các cơ quan thông tấn báo đài trung ương và địa phương, và đặc biệt là đông đảo quý du khách đang theo dõi trực tiếp chương trình tại quảng trường khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, cũng như là quý khán giả đang theo dõi trên sóng TTV11 của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Một lần nữa hân hoan chào đón sự hiện diện của tất cả quý vị ạ. Kính thưa quý vị, để mở đầu cho phần lễ, xin được trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh tiến lên sân khấu thực hiện nghi thức đánh trống khai mạc Hội Xuân Núi Bà Đen năm Giáp Thìn 2024. Như vậy, Hội Xuân Núi Bà Đen năm Giáp Thìn 2024 đã chính thức khai mạc. Một tràng pháo tay thật lớn thưa quý vị. Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. What's up?
Kính thưa quý vị, chúng tôi luôn mong muốn chương trình khai mạc Hội Xuân Núi Bà Đen năm Giáp Thìn 2024 sẽ trở thành món quà tinh thần vô cùng ý nghĩa để mang đến cho quý vị những cảm xúc thật là trọn vẹn, những trải nghiệm du lịch đáng nhớ khi đến với Tây Ninh, đến với Núi Bà Đen Xuân Giáp Thìn 2024 này. Và chương trình nghệ thuật của chúng ta ngày hôm nay sẽ gồm 3 chương chính. Chương 1, Đất Việt âm vang mùa xuân. Chương 2, Tây Ninh ngày Tết Nguyên Đán. Và chương 3, Bay vào tương lai. Thưa quý vị, và như chúng ta cũng đã biết rằng là đối với mỗi người dân Việt Nam thì mỗi dịp Tết đến xuân về luôn hướng về nguồn cội, đó là truyền thống tốt đẹp bao đời nay. Và chương 1 với tên gọi là Đất Việt âm vang mùa xuân sẽ gồm 3 yếu tố đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với mỗi người dân, đó là nguồn cội, là quê hương và mùa xuân. Nguồn cội là khởi điểm vàng son để bắt đầu một hình thành dân tộc cũng như hình thành đất nước. Và quê hương chính là nơi sự khởi đầu của mỗi sinh mệnh của con người. Vì thế chúng ta thường hay nói quê hương là nơi chôn nhau cát rốn, còn mùa xuân là nơi bắt đầu của một vòng tuần hoàn mới của đất trời, của tự nhiên. Thưa quý vị, nguồn cội có từ thuở xa xưa ấy, khi vua Hùng dựng nước và trải qua biết bao nhiêu cuộc đấu tranh gìn giữ và phát triển thì dáng vóc quê hương Việt Nam ngày càng thêm rực rỡ hơn. Và đối với mỗi người dân Việt Nam á, thì quê hương thanh bình, nhà nhà no ấm thì mùa xuân mới trọn vẹn ý nghĩa của mình. Và có lẽ ngay bây giờ xin kính mời toàn thể quý vị hãy cùng đến viết tiếp mục mở đầu trong chương một chương trình nghệ thuật ngày hôm nay với tên gọi Đất Việt. Âm vang mùa xuân.
giờ ông bay Chim mày.
gọi anh nhớ không anh ơi, cánh đồng xanh ngát xanh chờ mùa gặt mới chúng an lành, đàn chim trắng bay bay vẫn miệt mài quê hương đó đây lặn lội thương lắm. Thiết tha đường về chiều tím bóng mây trời, bờ sông hái sao rơi cho duyên tình dưới ánh trăng, nhìn kia rực rỡ trăng vàng, mùa sen đã đâu đây búp sen hồng e âu sao, hương thơm nhẹ đưa dáng em về, hỏi anh thấy không anh những sắc màu quê vị. Khi nắng xuân vàng nhuộm thấm khắp nơi nơi, trăm hoa đua nhau khoe sắc, cũng chính là lúc mà mỗi người dân Việt Nam hân hoan đón Tết như chào đón mùa lễ hội của chính tâm hồn mình vậy. Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam có ý nghĩa nhân văn vô cùng sâu sắc, thể hiện sự trường tồn của cuộc sống, khao khát của con người về sự giao hòa của ba yếu tố vô cùng quan trọng, đó là thiên, địa và nhân. Và có thể nói ngày Tết Nguyên Đán là ngày lễ có ý nghĩa nhân văn vô cùng sâu sắc, là ngày mà chúng ta cùng nhau đoàn tụ với gia đình, trở về quê hương và nhớ về tổ tiên.
Tết Nguyên Đán còn là một ngày hội truyền thống lớn nhất trong tất cả những ngày lễ truyền thống của dân tộc Việt Nam. Và đó chính là thời điểm giao thời giữa năm cũ và năm mới, giữa một chu kỳ vận hành của vạn vật, đất trời, cỏ cây. Và tất cả chính là nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt của chúng ta trong những ngày đón chào năm mới. Thưa quý vị, và dân tộc Việt Nam chúng ta dù trải qua bao nhiêu thế hệ vẫn giữ giá trị truyền thống tốt đẹp bao đời nay từ ngàn đời xưa. Tết truyền thống là Tết sum họp, Tết đoàn viên, là lúc trao cho nhau những câu chúc an lành, may mắn, hạnh phúc. Một mùa xuân mới lại về trên khắp quê hương Tây Ninh của chúng ta. Và những nụ cười, niềm hạnh phúc hòa chung với nhịp sống ngày càng đi lên của đất nước Việt Nam. Và đón Tết quê hương là một hành trình trở về với những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, cũng như những giá trị tín ngưỡng dân gian. Ở đó có tình yêu quê hương đất nước chan hòa trong thi ca, thơ phú và âm nhạc. Ở đó có những khát vọng bay cao với những ước mơ cháy bỏng. Sau đây xin kính mời quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về những nét văn hóa độc đáo mà rất đổi gần gũi thân thương của ngày Tết Nguyên Đán của một miền quê hương Tây Ninh đông đầy hương sắc, rạng rỡ tiết xuân qua chương 2 với tên gọi Tây Ninh ngày Tết Nguyên Đán. Thank you.
lại một năm mới Tết đến, tiếng pháo báo đông đi qua, để cho một nơi hoan ca mang Tết vui về mọi nhà. Từng lời ca, từng lời ca vang lên như rộn rã, rồi ngàn điều ước lấp lánh thắp sáng biết bao đam mê, ngập tràn yêu thương trong tay khi xuân tới đêm nắng về. Rồi như thế, rồi như thế Tết đến trong tâm hồn. Quên đi bao lo một phiền, nào cùng hát khúc ca đón xuân nhiều hân hoan gọi mời, từng đỉnh cao cùng nhau vươn tới. Những ngôi sao trên cao bầu trời rộng lớn biết bao những khát khao. Tương lai đi trên con đường nào để làm sao không mất những ước ao. Và giờ đây khi năm mới gửi chân ta cùng chúc tân xuân, để giờ đây ta hát vang lại một năm mới. Cho một nơi hoan ca mang Tết vui về mọi nhà, từng lời ca, từng lời ca vang lên như rộn rã, rồi ngàn điều ước lấp lánh thắp sáng biết bao đam mê, ngập tràn yêu thương trong tay khi xuân tới đêm nắng về. Rồi như thế, rồi như thế Tết đến trong tâm hồn. Dancing cho một Tết trên này đẹp xinh, dancing cho một Tết trên này đẹp xinh. Dù là vì lý do gì, Tết đến rồi, Tết đến rồi. Nào cùng hát khúc ca đón xuân này, trao bao nhiêu hân hoan gọi mời, từng đỉnh cao cùng nhau vươn tới. Như sao trên cao bầu trời rộng lớn biết bao những khát khao. Tương lai đi trên con đường nào để làm sao không mất những ước ao. Và giờ đây khi năm mới gửi chân ta cùng chúc tân xuân, để giờ một năm mới Tết đến, tiếng pháo báo đông đi qua, để cho một nơi hoan ca mang Tết vui về mọi nhà. Từng lời ca, từng lời ca vang lên như rộn rã, rồi ngàn điều ước lấp lánh thắp sáng biết bao đam mê, ngập tràn yêu thương trong tay khi xuân tới đêm nắng về. Rồi như thế, rồi như thế Tết đến trong tâm hồn. Chờ đón khoảnh khắc giao thừa, xuân năm nay sẽ
đời ai chưa thì chắc chắn sẽ nở hoa. Xuân năm nay sẽ hạnh phúc hơn năm qua. Nhà nhà ai nấy đều sum vầy. Nào nức đào mai hát ca, ai ngân nga bao câu chúc thân thương, đón mừng năm mới đang về. Xuân xuân ơi xuân ghé xuống đây chơi, tiếng hò rộn ra đàn em bé vui. Bao đôi uyên ương tung cánh bay bay, bao hiệu một mùa Tết sung vầy. Kiếm từ mọi miền buôn ba, người hô anh từ nhiều năm qua. Chừng đàn dằm xa chỉ mong về nhà, về lại vòng tay mẹ và cha, về mái nhà đông đầy tuổi thơ, cùng gia đình quây quần chờ đón khoảnh khắc giao thừa. Xuân năm nay sẽ rạng rỡ hơn năm xưa, cuộc đời ai chưa thì chắc chắn sẽ nở hoa. Xuân năm nay sẽ hạnh phúc hơn năm qua, nhà nhà ai nấy đều sum vầy. Thưa quý vị, một trong những đặc điểm vô cùng đặc biệt của mùa xuân Tây Ninh chính là tình cảm của du khách dành cho núi Bà Đen. Và đối với dòng người hành hương hàng năm đến với Tây Ninh thì núi Bà Đen không chỉ là điểm đến vô cùng nổi tiếng của du lịch mà còn là chốn trở về của thiêng liêng, của tâm hồn, là điểm kết nối với các giá trị văn hóa truyền thống cao đẹp. Và cứ như thế thì núi Bà Đen đã trở thành một điểm đến quen thuộc của người dân và du khách sau một năm bộn bề với cuộc sống, để chúng ta cùng nhau tìm đến sự an lành, bình yên, tìm đến những nguồn năng lượng tích cực để được lan tỏa, thêm tin yêu vào cuộc sống để hướng đến những điều tốt đẹp, thêm yêu mình, yêu cười và yêu đời. Dạ, còn bây giờ thì chúng ta nói tới lễ chùa đầu năm đi, là một nét đẹp văn hóa truyền thống bao đời nay của rất là nhiều người rồi thưa quý vị. Đầu tiên và gần gũi nhất là cầu cho quốc thái dân an nè, rồi gia đạo được bình an, và bên cạnh đó là cầu cho sức khỏe dồi dào nè ha, rồi bên cạnh đó nữa là phát tài phát lộc nữa đúng không nè. Và tiếp sau nữa là cầu cho mưa thuận gió hòa, ít thiên tai không nhân họa, cầu cho đất nước mình thanh bình, phồn vinh và thịnh vượng. Cuối cùng cao đẹp hơn tất cả là lòng từ bi và bác ái, cầu mong cho thế giới sống trong hòa bình, mọi người được sống trong no ấm và tất cả luôn tràn ngập yêu thương và hạnh phúc ở khắp muôn nơi. Và đến với núi Bà Đen Tây Ninh thì chúng tôi vinh hạnh được giới thiệu đến quý vị một hệ thống các công trình văn hóa Tây Ninh tâm linh, ngự tại độ cao 986m, nơi được mệnh danh là nóc nhà Nam Bộ. Và hành trình của các công trình văn hóa có thể bắt đầu từ hệ thống các chùa núi Bà có tuổi đời hàng trăm năm tuổi, cùng với tôn tượng Bồ Tát Quan Âm Tây Bổ Đà Sơn cao nhất châu Á tọa lạc trên đỉnh núi, tượng trưng cho hai tâm từ và bi, và kết nối với công trình đại tôn tượng Bồ Tát Di Lặc bằng đá sa thạch lớn hàng đầu thế giới, tượng trưng cho hai tâm hỷ và xả. Phía trước và bao quanh tôn tượng Bồ Tát Di Lặc là cây cầu ước khổng lồ hình bán nguyệt, được lát gạch phủ men kim loại ánh vàng, tạo hình vân mây tượng trưng cho phước lạc và an lành. Hình dáng của cây cầu ước cũng gợi nhắc đến nụ cười hỷ xả vô ưu của Đức Bồ Tát Di Lặc. Và sau lưng và bao quanh tôn tượng Bồ Tát Di Lặc là thác nước nhân tạo cao 35m chảy tràn từ trên cao xuống các tầng bậc thang quanh thân tượng. Và kính thưa quý vị, sau chương trình ngày hôm nay thì các trail vẫn sẽ hoạt động xuyên suốt để quý vị du khách có thể lên chùa Bà cũng như là đến với đại tôn tượng Bồ Tát Di Lặc trên đỉnh núi với các show diễn nghệ thuật hoành tráng. Và trước khi đến với cáp treo,
lên trên đỉnh để mà có thể viếng chùa lễ Phật. Thì ngay bây giờ chúng ta tại sân khấu này cũng có một cảm giác tương tự như thế ha, cũng gọi là viếng chùa nè, lễ Phật, và đặc biệt là thưởng lãm cảnh đẹp như tranh. Thank you.
Kính thưa quý vị, mùa xuân không chỉ mang đến cho vạn vật sức sống mới mà còn làm cho lòng người mỗi độ vào xuân càng rạo rực biết bao điều mới lạ. Trong không gian của những ngày mừng xuân mới, đất trời giao hòa tạo nên khung cảnh rực rỡ nhất trong năm, đã làm cho lòng người cũng vì thế mà thêm phần xao xuyến, dâng tràn niềm hạnh phúc, hân hoan chào đón những điều may, những cơ hội mới, đồng thời cũng gợi nên biết bao nhiêu nghĩ suy, trăn trở về tương lai phía trước. Mùa xuân cũng là mùa khởi đầu của tương lai với một hành trình mới đầy hy vọng phía trước, và không chỉ báo hiệu những điều tốt lành mà mùa xuân còn mang đến sự tươi trẻ, sự niềm tin và hy vọng, và dòng chảy của ước mơ và khát vọng đã theo làn gió xuân len lỏi trong trái tim của mỗi người. Mùa xuân của đất trời rực rỡ là vậy, và mùa xuân của đời người cũng vô cùng ý nghĩa. Đó chính là sức khỏe, là tuổi trẻ đầy khát vọng, là miệt mài lao động sáng tạo để xây dựng quê hương, để rạng rỡ cho quê hương Tây Ninh ngày càng thêm giàu đẹp với đầy đủ hương sắc và bản sắc. Tây Ninh đang cùng đất nước bước vào mùa xuân mới, một Tây Ninh luôn hiền hòa, nghĩa tình, khi độ xuân về lại càng thêm tươi vui, tưng bừng và rộn rã. Và khởi đầu một hành trình mới để chinh phục những tầm cao mới đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ sẵn sàng đương đầu với những thử thách, cũng như sẵn sàng bước qua những chông gai, và bằng tất cả sự nỗ lực và ý chí kiên định, chúng ta sẽ vượt qua tất cả và chạm đến những vinh quang mới. Ngay sau đây xin kính mời quý vị cùng đến với chương 3 với tên gọi Bay vào tương lai. Quê hương tôi, kể tôi nghe trong trái tim bạn nghĩ gì? Là thông gieo hay cát trắng hạt tỷ phú, mênh mông lúa ngát thơm từ trong nắng. Từ thôn quê ra phố lớn nơi thị thành, ánh trên môi những đóa hoa là nụ cười. Là em tôi với mái tóc đen rạng ngời, thanh xuân tôi hai mươi thật yêu đời. Là nắng là gió, biết sáng mênh mông bậc cát trắng. Dạng đời với bao ước mơ, cùng thắp
con đường rất dài. Nhịp chân ta vui bước, bước trên đường xa. Một niềm vui giá thiên.
xin được hát bài hát Một Vòng Việt Nam để tặng cho tất quý vị. Với một niềm tin yêu và tự hào về quê hương đất nước Việt Nam của chúng ta, quý vị hãy hát cùng với Tùng Dương Một Vòng Việt Nam. Ai đã ghim vào những thân tre bao ký ức sắp xa hơi mẹ, ai đã ru những dòng sông cùng em má chạy về hướng đông, còn đã vẽ hình hài quê hương qua những khúc hát ru của mẹ, còn bao nhiêu lời ru con vẫn chưa được nghe. Việt Nam quê hương ta đẹp lắm, mặc lửa khói dày xeo tháng năm, người Việt Nam da nâu mắt đen thao thơm mất khuất như cành sen. Việt Nam ơi quê hương ta ơi, biển lúa chín vàng thơm ngát trời, vòng tim mai họ vì nhớ con đò. Ai đã ghim vào những thân tre bao ký ức sắp xa hơi mẹ, ai đã ru những dòng sông cùng em mãi chạy về hướng đông, còn đã vẽ hình hài quê hương qua những khúc hát ru của mẹ, còn bao nhiêu lời ru con vẫn chưa được nghe. Việt Nam quê hương ta đẹp lắm, mặc lửa khói sơ sơ tha. Việt Nam quê hương ta đẹp lắm, mặc lửa khói dù xa tháng năm, người Việt Nam thao thơm bất khuất như cây sen. Việt Nam ơi quê hương ta ơi, tiền lúa chín vàng thơm ngát trời, vòng tiếng ai hò vì nhớ con đò. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Bài hát cuối được không ạ? Của Tùng Dương ạ. Vâng, xin mời quý vị một bài hát về Việt Nam nữa ạ. Của chúng ta. Bài hát Việt Nam ơi. Mời tất cả các nghệ sĩ ạ.
cảm ơn các nghệ sĩ đã cùng nhau mang đến một chương trình nghệ thuật đầy ấn tượng với những cảm xúc vô cùng tuyệt vời. Và kính thưa quý vị, như vậy thì Hội Xuân Núi Bà Đen năm Giáp Thìn 2024 đã chính thức bắt đầu. Và chương trình Hội Xuân Núi Bà Đen của chúng ta sẽ kéo dài đến hết tháng Giêng âm lịch. Và ngay sau chương trình ngày hôm nay thì sẽ có các đèo phục vụ xuyên đêm để quý vị có thể lên Chùa Bà cũng như là trên đỉnh núi để tham quan đại tôn tượng Bồ Tát Di Lặc với nhiều hoạt động nghệ thuật đặc sắc và hấp dẫn. Xin cảm ơn quý vị đến tham quan và trải nghiệm. Kính thưa quý vị, và lễ khai mạc Hội Xuân Núi Bà Đen năm Giáp Thìn 2024 với chủ đề Hương sắc Tây Ninh do Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh chỉ đạo, ban tổ chức Hội Xuân thực hiện với sự tài trợ của tập đoàn Sun Group, khu du lịch Sun World Bà Đen Mountain đến đây xin được phép khép lại. Xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến quý vị lãnh đạo, các nhà tài trợ cùng với tổng đạo diễn, các nghệ sĩ và ekip thực hiện chương trình. Cũng xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị đại biểu, quý vị du khách đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa xin kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng. Chúc cho chuyến du xuân đến núi Bà Đen của du khách từ mọi miền đất nước sẽ có thật nhiều niềm vui và nhiều trải nghiệm vô cùng thú vị. Và kính chúc cho Hội Xuân Núi Bà Đen năm Giáp Thìn 2024 sẽ thành công tốt đẹp, mang đến nhiều niềm vui và ý nghĩa cho đông đảo du khách gần xa. Xin chào và chúc mừng năm mới!
Thiên Sơn Lưu Huyền Tích, điểm hội tụ tâm linh. Cảnh bồng lai hữu tình, muôn sắc màu lễ hội. Sun World Bà Đen Mountain, nóc nhà Nam Bộ,